Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số nội dung chính có trong bản tin sáng nay. Lãnh đạo huyện ủy Tân Thạnh vừa có buổi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất lúa đông xuân và công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện. Phần tin trong nước, tại tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm trụ hồ tiêu đang cho thu hoạch của người dân bị kẻ gian phá hoại, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Tin thế giới, bầu cử Mỹ 2016, ông Trump công bố kế hoạch 100 ngày nếu đắc cử. Bí thư huyện ủy huyện Tân Thạnh Nguyễn Thanh Truyền cùng đại diện các ngành chức năng đã có buổi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất lúa đông xuân về công tác phòng chống lụt bão tại các xã trên địa bàn huyện. Hiện nay, nông dân huyện Tân Thạnh đã xuống giống được 18.500 ha lúa đông xuân 2016-2017. Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ trên diện rộng, nước trên các tuyến kênh dâng cao đã làm cho 15 ha lúa tại xã Nhân Hòa Lập, Hậu Thành Tây bị chìm trong nước lũ và hiện đang có khoảng 5.000 ha lúa có nguy cơ bị lũ đe dọa. Sau khi kiểm tra thực tế, Bí thư huyện ủy Nguyễn Thanh Truyền chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung các phương án để ứng phó kịp thời với lũ lụt, quy động phương tiện và vận động nhân dân gia cố các đoạn bờ bao có nguy cơ bị sạt lở, bảo vệ diện tích lúa đã được gieo sạ. Trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Cần Giuộc là một trong những đơn vị làm tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo xã hội, trong đó có phong trào hiến máu tình nguyện. Từ năm 2011 đến nay, Ban chỉ đạo các cấp, các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể đã phối hợp vận động hàng ngàn người đăng ký hiến máu, qua đó tiếp nhận hơn 2.400 đơn vị máu. Huyện Cần Giuộc đã xây dựng và củng cố 17 đội hiến máu tình nguyện ở các xã thị trấn với hơn 390 tình nguyện viên sẵn sàng tham gia hiến máu khi cần. Hiện nay thì cũng có số người là coi như cũng hoàn cảnh khó khăn nhưng mà do cái bệnh tật cần cái nguồn máu nhưng mà cái tiền mà để mua máu thì là nó cao. Do đó thì nhờ có một số người mà hoàn cảnh cũng khó khăn mà cần máu thì bản thân tôi thì tôi cũng là hiến để cho dùng cái nguồn máu của mình để cứu những cái người đó. Thì hiện nay thì là tôi cũng đã hiến được 16 lần rồi. Thì tiếp tục tới đây thì là hãy Hội Chữ thập đỏ của xã có là cái mời tôi đi hiến máu thì tôi tiếp tục tôi sẽ hiến nữa. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo các cấp sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia hiến máu, phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong công tác tham mưu tổ chức hiến máu nhân đạo, chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong cộng đồng để góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác vận động hiến máu nhân đạo trên địa bàn. Dù mới đi vào hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa được hoàn thiện, nhân lực còn thiếu, nhưng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Long An đã hết lòng phục vụ bệnh nhân. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010-2015. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần cho việc điều trị chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn. Từ một khoa tâm thần trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh với chỉ 15 giường bệnh, năm 2010, Bệnh viện Tâm thần được tỉnh đầu tư xây dựng khang trang trên diện tích 30.000 m², quy mô 150 giường bệnh, mức đầu tư hơn 208 tỷ đồng. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 1-2015. Trên phương diện tổng thể, bệnh viện được xây dựng khá đẹp và thoáng mát như một nơi nghỉ dưỡng. Sự yên tĩnh và rộng rãi nơi đây rất thích hợp để an dưỡng, chữa bệnh. Bệnh viện có 4 khu khám điều trị cho cả nội trú và ngoại trú với 8 phòng khám chuyên môn. Mỗi phòng bệnh được bố trí từ 2 đến 3 giường, tạo điều kiện cho việc chữa trị, phục hồi để bệnh nhân sớm hòa nhập cộng đồng. Hồi mới tôi vô, thì tôi thấy là bệnh viện tôi sợ là cũng như bệnh nặng với bệnh nhẹ nằm chung. Nhưng mà bây giờ thì bệnh nặng nhẹ là để nằm riêng. Thì tôi hài lòng cái chỗ là mình không có còn lo sợ để khi bệnh nằm chung, bệnh nặng với bệnh nhẹ nằm chung. Thì các bác sĩ ở đây được tận tình chăm sóc cho bệnh nhân và đồng thời thuốc uống theo đúng giờ, khám bệnh đúng giờ, giờ ngủ cũng đúng giờ. Rồi các cô điều dưỡng ở đây đều đối khi phát thuốc rất là tận tình tới phòng để phát thuốc cho bệnh nhân. Công trình này đi vào hoạt động không chỉ phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn đem đến sự hài lòng cho các bệnh nhân cũng như môi trường làm việc của các y bác sĩ.
Bệnh viện mới thì nó cũng khang trang với cái điều kiện cơ sở vật rất là tốt. Tuy nhiên thì cái lực lượng bác sĩ rất là mỏng, do đó là tụi tôi cũng rất là cực lực cái trong quá trình làm việc, nhưng mà cũng thoải mái. Lý do là ban giám đốc cũng tạo điều kiện cho tụi tôi thuận lợi để làm việc, cũng như về cơ sở vật chất, cũng như là về thuốc men là cũng đầy đủ cho để phục vụ bệnh nhân. Mặt khác thì cái lượng bệnh nhân ở đây cũng hiện tại thì cũng chưa có được đông lắm, do đó là cái môi trường nó cũng còn rất là tốt, trong lành, đối với cũng thuận lợi trong công tác điều trị của tôi thôi. Mặc dù được đầu tư khá khang trang và hoạt động hiệu quả, song bệnh viện này vẫn còn gặp không ít khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn nhân lực mà không thể tuyển dụng mới. Hiện bệnh viện chỉ có 13 bác sĩ và 54 điều dưỡng, nhưng phải đảm nhiệm công tác chăm sóc điều trị cả ngàn bệnh nhân đến khám điều trị mỗi ngày. Đầu tiên nhất là thiếu nhân lực chuyên môn là bác sĩ. Bác sĩ chuyên khoa thì không có rồi, nhưng bác sĩ đa khoa vẫn thiếu. Thì cái hướng giải quyết đó thì sở cũng hứa là cho cái số bác sĩ mới ra trường trong cái lứa đào tạo theo địa chỉ mà tỉnh nuôi đấy, thì chia sẻ bớt một số khoảng chừng 4-5 người để mình đào tạo chuyên khoa để phục vụ lâu dài cho ngành. Còn những cái bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, những kỹ thuật viên xét nghiệm các cái thì cũng thiếu, nhưng mà đang tuyển từ từ rồi cũng sẽ có, chừng một năm nữa sẽ có đủ. Thực tế mà nói nhân lực thì thấy căng thẳng mà không khó lắm, tại vì nó có một sự phối hợp chặt chẽ với bệnh viện đa khoa. Người mới, người cũ san sẻ với nhau và sẽ tách người cũ từ bệnh viện đa khoa qua một ít để kèm cho người mới. Thành ra hiện tại không khó lắm và trong tương lai chắc sẽ không khó khăn lắm. Tôi chỉ tiếc rằng chúng ta không đủ người để phục vụ và những thiết bị còn thiếu của dự án chưa bù đắp đủ, thành ra là chưa hoạt động được hết công suất 150 giường. Thì theo bản thân tôi nghĩ đó là một sự lãng phí. Thành ra chúng ta phải cố gắng làm sao để cho đủ trang thiết bị theo dự án đã duyệt và đủ bác sĩ. Cái bây giờ thì nhân viên thì đủ rồi đó, nhưng bác sĩ thì cực kỳ thiếu. Bác sĩ tâm thần này đúng là quá cực kỳ thiếu. Thì tỉnh phải có kế hoạch san sẻ để mình đào tạo gấp thì mới sử dụng được cái cơ sở vật chất này. Chứ mỗi tháng trôi qua thì tôi rất tiếc là nó rất lãng phí. Hy vọng thời gian tới các ngành chức năng sẽ có những giải pháp tích cực để hỗ trợ cho bệnh nhân tâm thần, góp phần đưa công tác điều trị của bệnh viện ngày càng hiệu quả hơn. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tiến hành nghiên cứu, khảo sát, thiết kế và lựa chọn thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng để phục vụ du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Du lịch từ nay đến cuối năm 2016 nghiên cứu thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần phát triển du lịch thành phố theo hướng bền vững. Xây dựng chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sở Du lịch cũng được giao tiếp tục tham mưu chương trình phát triển du lịch gắn với phát triển nông thôn mới, đề xuất thẩm quyền xây dựng quy hoạch khu du lịch quốc gia Cần Giờ, xây dựng kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch năm 2017 và định hướng chiến lược xúc tiến quảng bá du lịch thành phố đến năm 2020. Xây dựng chương trình phát triển du lịch đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, sản phẩm du lịch của thành phố, đặc biệt là các sản phẩm văn hóa nghệ thuật biểu diễn, vui chơi giải trí còn thiếu sức hấp dẫn, chưa thu hút du khách nước ngoài. Trong năm 2016, mục tiêu của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là đón 5,1 triệu lượt khách quốc tế và 21,8 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 103.686 tỷ đồng. Thưa quý vị, sau một thời gian tạm lắng, hiện nay tại tỉnh Đắk Lắk lại đang tái diễn tình trạng hàng trăm trụ hồ tiêu đang cho thu hoạch của người dân bị kẻ gian phá hoại. Không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế mà còn khiến người trồng hồ tiêu hoang mang. Phản ánh của phóng viên thời sự tại Đắk Lắk. Vườn hồ tiêu của gia đình ông Lê Cảnh Thu, thôn Thạch Sơn, xã Ea Borok, huyện Cư Mơ Ga vừa bị kẻ gian triệt hạ 139 trụ. Ông Thu cho biết, trước đó sáng ngày 21 tháng 10, ông đi thăm rẫy phát hiện vườn hồ tiêu của gia đình có hiện tượng héo rũ lá. Kiểm tra kỹ phát hiện có 139 trụ tiêu bị chặt ngang gốc. Cây bắt đầu rụng lá, quả hàng loạt. Vườn tiêu của gia đình ông Thu đã được hơn 5 tuổi, đang trong kỳ thu hoạch với 139 trụ tiêu bị phá hoại, khiến gia đình ông thiệt hại rất lớn.
ước tính ban đầu cái năm 2016 và 2017 này thì cỡ 160 đến 170 triệu, là bởi vì số lượng trụ vậy nhưng mà tiêu là coi như nằm cỡ chừng 1/2 tiêu đó, thì gia đình tôi đúng vô cùng đau xót. Tương tự, vườn hồ tiêu đang xanh tốt của gia đình bà Nguyễn Thị Bé, thôn Thạch Sơn, xã Ia Mon Rốc, huyện Cư Mơ Ga cũng bị kẻ gian chặt trộm hơn 70 gốc. Theo bà Bé, năm 2012, bà vay ngân hàng được 500 triệu đồng để đầu tư trồng tiêu. Sau 4 năm cật lực chăm sóc, đến nay vườn tiêu của gia đình mới bắt đầu cho quả với hy vọng sẽ có tiền để trả tiền ngân hàng. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, kẻ gian đã chặt trộm của gia đình hơn 70 gốc, khiến gia đình bị thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Sau khi phát hiện vườn tiêu của gia đình bị kẻ gian chặt trộm, bà Bé đã báo cho chính quyền địa phương, công an xã vào cuộc, điều tra làm rõ. Giờ nói chung là giờ nguồn thu nhập chính của gia đình này mà giờ nó họ chặt phá cho quần năm thì không biết là không sao thì không biết được. Trung bình mỗi trụ hồ tiêu phải đầu tư hơn 1 triệu đồng, trong thời gian 4 năm mới cho thu hoạch. Hiện vườn hồ tiêu của gia đình ông Thu và bà Bé đang trong chu kỳ thu hoạch, bị kẻ gian phá hoại, không chỉ gây thiệt hại rất lớn về kinh tế mà còn khiến cho nông dân hoang mang lo lắng. 2-3 ngày nay là có 2 vụ xảy ra trên địa bàn thôi, thì sẽ là vụ cắt tiêu. Như vụ anh Đinh Trọng Lộc á, anh Nguyễn Lộc á là bà là 70 trụ, mà anh Lê Cảnh Thu là tương đương gần 140 trụ. Thì sau khi hiện trường chủ các cái chủ rải bảo là bán thôn cũng như công an xã cũng đã lập văn bản hiện trường, nội dung đủ các cái chi tiết. Theo lãnh đạo xã Ia Mon Rốc, huyện Cư Mơ Ga, việc kẻ gian chặt phá vườn hồ tiêu của người dân có thể là do mâu thuẫn cá nhân. Trước mắt, xã Ia Mon Rốc đã báo cáo lên công an huyện Cư Mơ Ga để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để người dân yên tâm lao động sản xuất. Trong những ngày này, tại tỉnh Hà Tĩnh, đã có rất nhiều tổ chức cá nhân mang hàng nghìn xuất quà về với bà con nhân dân vùng lũ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân đến Hà Tĩnh tham gia hoạt động cứu trợ. Một số khách sạn đã thông báo miễn phí 100% dịch vụ lưu trú cho các tổ chức tình nguyện về cứu trợ đồng bào vùng lũ. Nhiều ngày nay, khách sạn này đã phát đi thông báo sẽ miễn phí 100% dịch vụ lưu trú cho những tổ chức tình nguyện đặt phòng trực tiếp vào số hotline của khách sạn. Tôi rất là vui, rất là hài lòng bởi vì là ở đây thì đã tạo điều kiện cho bọn em giảm bớt đi những cái chi phí. Sau gần một tuần, các khách sạn tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh đã đón gần 100 đoàn khách với hàng trăm lượt người về lưu trú và làm công tác cứu trợ cho đồng bào miền Trung. Toàn bộ của khách sạn là vào cũng đã hết, khách đặt đến ngày 31/10 là cũng đã hết, và hiện nay toàn bộ trong chỗ các khách sạn là cũng đã đón được toàn bộ 59 đoàn khách về lưu trú tại khách sạn. Với việc làm ý nghĩa của mình, các khách sạn tại Hà Tĩnh đã góp phần vào thành công chung cho các đoàn thiện nguyện khi mang những phần quà cứu trợ đến với nhân dân vùng lũ. Đây là nghĩa cử cao đẹp, là lời tri ân gửi tới các tổ chức cá nhân tình nguyện khi họ về giới dùng rốn lũ.